người dân có thực sự cần ấm chén? Hải Phòng muốn chi 269 tỷ đồng mua ấm chén, cờ Tổ quốc tặng người dân nhân kỷ niệm 65 năm giải phóng thành phố. Quan điểm của bà về việc này như thế nào? Chưa bàn đến món quà, ý tưởng muốn tri ân, cảm ơn người dân để ghi lại dấu ấn lịch sử phát triển 65 năm của lãnh đạo thành phố Hải Phòng rất đáng ghi nhận. Cá nhân tôi nếu được tặng quà cũng rất trân trọng điều đó. Nhưng ấm chén, cờ thì các đồng chí cân nhắc lại xem, liệu người dân Hải Phòng có thực sự thích nó không? Tôi biết quyết định là của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, họ nói đại diện cho tâm tư và nguyện vọng của người dân. Nhưng đó là chủ trương, còn món quà và số tiền thì như thế nào, khi cũng có không ít ý kiến phản đối. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho rằng thành phố làm việc này là vì dân. Quà tặng từ tiền thuế của dân, có trích ra một tí đem lại quyền lợi cho dân, dân được hưởng lợi thì sao lại nói là lãng phí. Trước hết, phải nói rằng trong những năm qua Hải Phòng là một trong những địa phương có nguồn thu ngân sách tăng rất tốt, kinh tế phát triển mạnh. Điều đó cho thấy sự năng động trong điều hành của lãnh đạo địa phương. Tuy nhiên, nói 269 tỷ đồng là trích ra một tí thì tôi nghĩ các vị cũng nên suy nghĩ lại. Người dân Hải Phòng không phải ai cũng đã giàu có, dư giả mà vẫn còn rất nhiều hộ khó khăn. Đặc biệt, nhìn ra cả nước, các tỉnh vùng sâu, vùng xa thì trẻ em, người già còn chưa đủ cơm ăn, áo mặc. 269 tỷ đồng với Hải Phòng là ít, nhưng với đối tượng đó thì có ít không? Đừng nói là không lãng phí, dân còn nghèo lắm đấy các đồng chí. Tiền đó có thể xây được hàng chục cây cầu, nhà văn hóa, điểm trường cho trẻ em. Thành quả của thành phố, dân thành phố được hưởng, nhưng liệu người dân có cần món quà đó không? Chúng ta luôn kêu gọi tinh thần đoàn kết, sẻ chia, không để ai lại phía sau mà làm như vậy có hợp lý hay không? Nên dừng lại. Theo bà như vậy có phản cảm, phô trương. Tôi không phê phán lãnh đạo Hải Phòng. Không chỉ trích họ. Tôi chỉ mong muốn các đồng chí ấy hay suy nghĩ lại một cách chín chắn hơn, đặc biệt là lãnh đạo đứng đầu. Ta hãy làm việc gì thực sự thiết thực và có ý nghĩa. Nếu muốn tặng quà để cảm ơn người dân thì thiếu gì cách, tại sao không hỏi người dân? Ở nước ngoài, khi họ tặng quà kỷ niệm hoặc sinh nhật đều tham vấn ý kiến người dân, rất dân chủ, minh bạch. Còn ấm chén, thực ra tôi nghĩ bây giờ hầu như nhà nào cũng có, thậm chí có vài bộ. Ta phô trương làm gì? Tiết kiệm mới là quốc sách. Trong điều kiện đất nước gặp khó khăn lớn vì dịch COVID-19, thời điểm này tặng quà, theo bà có nên không? Hải Phòng nói riêng và đất nước mình nói chung đã có những bước tiến đáng kể sau đổi mới, nhưng dân còn nghèo, ngân sách vẫn bộ chi. Nhiều hộ thiếu đói, chạy ăn từng bữa. Năm nay sẽ là năm đặc biệt khó khăn khi dịch COVID-19 làm nhiều doanh nghiệp đóng cửa, ngừng sản xuất kinh doanh, nhiều người mất việc làm, ngân sách nhà nước chắc chắn thất thu. Do đó, càng phải tiết kiệm hơn nữa. Công việc ưu tiên hàng đầu hiện nay phải tập trung chống dịch, việc tặng quà, theo tôi là ý tốt, nhưng nên dừng lại. Hãy chọn một thời điểm khác và một món quà thực sự ý nghĩa, tiết kiệm, tránh lãng phí. Chán ba phi mà ngồi trên sùng ba lá nhìn tiếu quá ha mọi người. Ồ, cá nó tính phóng bay mà. Ồ, đã quá. Wow. Nè, em nữa.
Đây, nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là đây là phong cảnh xung quanh nhà Triệu Hồ TV. Đây. Có rất nhiều cảnh vật. Luyện luyện em cá ở đây luôn ba Phi ơi. Hai con vô mẹ nó nhảy ra. Có hai con nó nhảy ra được. Em ở đây cho mọi người thấy là cảnh đi bắt cá nó nhìn nó đẹp thế nào. Lôi cuốn hấp vẫn 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 vẫn. Lưới tuốt ở đây luôn hả? Đây, mạo hiểm luôn, camera mạo hiểm chơi sát nước luôn. Người ta thăm không đẳng thăm kia đi tới luôn.